Midway là bang thứ 50 của Mỹ, gồm một chuỗi 132 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài 2.450 km. Được hình thành cách đây khoảng 70 triệu năm, xứ đảo nhiệt đới nằm trên Thái Bình Dương có khí hậu trong lành, biển xanh, bãi cát dài, cây cối xanh tốt với nhiều kỳ quan như núi lửa, thác nước. Được bình chọn là hòn đảo tuyệt vời nhất hành tinh. Từ nhiều thế kỷ qua, Hawaii nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục, những bờ biển quyến rũ cũng như lòng hiếu khách của dân bản xứ. Đặt chân đến Hawaii được hòa mình vào bầu không khí xinh tươi cùng với lại điệu nhảy hula quyến rũ, được thưởng thức những món ăn thức uống đặc trưng tại nơi đây thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ? Nhưng mà Hawaii thì xa quá, chi phí để thực hiện cho chuyến đi cũng không hề rẻ một chút xíu nào. Tại sao chúng ta không tận hưởng một khoảng không gian đậm chất Hawaii ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Đây có thật là một ý kiến hay, đúng không ạ? Xin mời quý vị khán giả cùng khám phá với Thanh Phương nhé. Xin giới thiệu với Thanh Phương là đây là cái không gian đặc trưng của Hawaii. Ví dụ như là những chiếc ghế bố dài mà mọi người có thể đến đây để nằm mà nghỉ ngơi một cách thoải mái. Và bên cạnh đó có những cô gái được trong điệu múa hula. Ngoài ra thì có những cái ánh đèn mang sông điểm sáng trên bãi biển Hawaii. Rồi còn hình ảnh là tán sóng nữa nè, rồi bãi biển nữa. Wow, đúng là đặc trưng của Hawaii ha. Bây giờ thì Thanh Phương có thể nghỉ ngơi tại đây, mình sẽ đích thân đi xuống bài pha chế các loại nước uống đặc biệt cho Thanh Phương thưởng thức ha. Cảm ơn anh Lợi. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, khi đi ngoài trời nắng nóng mà được vào đây có cảm giác là mát lạnh nè. Thêm vào đó được gã lên trên một cái chiếc ghế dài lắng nghe những cái giai điệu du dương, không gian xung quanh thì đầy màu sắc, chỉ còn thiếu tiếng sóng vỗ rì rào nữa thôi là đúng chất đang ở trên bãi biển Hawaii luôn đấy ạ. Và khi vào đây thì Thanh Vương có cảm giác rất là thư giãn nè và cảm thấy rất là thích đấy ạ. Những ngày hè oi ả sẽ không có gì sảng khoái bằng việc được thưởng thức một món nước giải khát mát lạnh, đúng như tên gọi Summer Love, mang đến một hương vị mùa hè ngọt ngào với các loại trái cây nhiệt đới như táo, mít, dâu tây, mâm xôi, cam, kết hợp với một chút siro, hạt trái cây, trà và nước ép chanh dây, cùng với các trang trí bắt mắt đã tạo nên một thức uống hấp dẫn cho thực khách. Cũng như món Summer Love Sexy Aloha là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một ngày đầy nắng. Hương vị tinh tế từ trái cây tươi như bơ, dưa lưới, xay nhuyễn cùng nước ép trái cây, sữa, kem và đá mát lạnh mang đến sự ngây ngất lạ miệng, thích hợp để ngồi nhâm nhi thư giãn trong thời tiết như thế này. Bánh waffle hay còn gọi là bánh tổ ong là một loại bánh rất được yêu thích không chỉ vì ngon, dễ làm với những nguyên liệu cơ bản như bột mì, đường, muối, trứng, sữa, bơ mà còn ở sự cầu kỳ và tinh tế trong hình thức trình bày. Cái ly này là cái này là sexy aloha, món đặc trưng của Hawaii đó. Đặc trưng của điệu nhảy hula đúng không ạ? Để trong một cái trái dừa như thế này trông đẹp quá. Wow, còn có hoa gắn lên đây nữa chứ. Còn cái này đẹp quá. Ly này là ly summer love, trong này thì
như Phương thấy có rất là nhiều loại trái cây tươi uống mát rồi tốt cho sức khỏe. Ban nãy thì anh Lợi nói là xuống sẽ làm thức uống cho Thanh Phương thưởng thức, nhưng mà lên đây còn thấy khuyến mãi thêm cái dĩa bánh như thế này. Bánh này thì mình làm tặng cho Thanh Phương á. Rồi bây giờ mình thưởng thức thử nha. Thân mến, quý vị thấy cái ly thức uống của Thanh Phương như thế nào, rất hấp dẫn đúng không ạ? Và cái hương vị của nó càng hấp dẫn hơn nữa. Khi mà nhìn sơ qua thì chúng ta có nghĩ là đây là sinh tố bơ, nhưng thật ra không phải như vậy. Cái vị hoàn toàn khác, khi mà Thanh Phương thưởng thức vô thì có cảm giác như là cái vị béo của bơ nè, vị ngọt thơm của trái thơm nữa nha, có vị hơi thê thê của bạc hà nữa, và vị chua chua nhẹ nhẹ của mâm xôi. Và thôi, tất cả những cái hương vị này hòa quyện với nhau tạo ra một cái loại thức uống vô cùng đặc trưng và hấp dẫn. Về thức uống của anh thì nó cũng hơi đặc trưng, và cái tên nó là rất là hay, là Sumalop. Thì trong này thì có vị chua của và mùi của chanh dây. Ngoài ra có một số thành phần là trái cây tươi. Anh có thấy là sắc nhỏ rồi bỏ vào trong luôn đúng không ạ? Để vừa thưởng thức uống mà mình vừa cũng có thể ăn trái cây nữa. Đúng rồi ạ. Còn nữa nha, còn cái bánh này á, quý vị biết không, nhìn thì trông rất là đẹp mắt. Và khi thưởng thức thì đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó là cái vị giòn của bánh này, và bánh rất là thơm, tỏa ra một cái mùi làm cho chúng ta cảm thấy kích thích khẩu vị vô cùng. Nói chung khi vào quán thì Thanh Phương cảm thấy rất là thích không gian xung quanh, và cả thức uống nè và các món ăn của quán cũng đều rất là ngon và hấp dẫn. Nếu có cơ hội lần sau thì Thanh Phương nhớ ghé quán Hoa này nhé. Tất nhiên rồi, để còn được thưởng thức những loại thức uống thật là hấp dẫn của quán nữa chứ. Cảm ơn anh Phương nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, vào những ngày thời tiết nóng bức như thế này mà được đến bãi biển ngồi tận hưởng bầu không khí thoáng đãng nè, được thưởng thức những loại thức uống ngon tuyệt thì còn gì hấp dẫn bằng đúng không ạ? Thế nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện và thời gian để thực hiện cho mình một chuyến du lịch như vậy. Vì thế đây sẽ là một trong những địa chỉ gợi ý để mang đến cho chúng ta những cảm giác như thế.